Dạ em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em làm cái video này là muốn cảm ơn một anh trai ở Đức Hòa, Long An ha cả nhà. Cảm ơn anh trai rất nhiều nha. Anh trai đã đến xem và chốt ngay con xe Kubota L1501 ha cả nhà. Hiện tại thì em nó đang được mấy anh em kỹ thuật chuẩn bị đưa em nó lên xe tải nè cả nhà. Thì xin cảm ơn anh trai rất nhiều nha. Chúc anh trai về dùng lâu dùng bền ha anh trai ơi. Em nó vừa về sáng hôm qua luôn cả nhà, chưa kịp giữ giấy luôn. Nhưng mà anh trai ở Đức Hòa anh ghé vô và anh thấy quá đẹp cho nên là anh chốt ngay nha. Mình dự định là sẽ cho em nó lên video ngày hôm nay để cho cả nhà mình xem tham khảo và chốt. Nhưng mà anh trai anh đã chốt rồi. Một lần nữa em xin cảm ơn anh trai rất là nhiều nha. Thì bên nông ngư cơ Tương Mì còn rất là nhiều con máy cày đang chờ đón cả nhà mình đến xem và mua về sử dụng nha. Có đầy đủ các dòng luôn, ví dụ như Isuzu nè, Kubota nè, Fiat nè, có Hyundai nè cả nhà, Ford nè. Đặc biệt thì nông ngư cơ Tương Mì chỉ bán hàng nghĩa địa thôi nha cả nhà. Còn cái vấn đề mà tại sao anh Tương Mì giao xe không bàn giao cho cả nhà cái bình thì nó có lý do của nó cả nhà. Bởi vì cái bình mà theo xe nghĩa địa đem về á thì người ta để ngoài mưa nắng rất là lâu rồi thì nó có thể hư bất cứ lúc nào. Chất lượng của em nó không còn đảm bảo nữa cả nhà. Còn vấn đề mà mình giao xe kèm theo cái bình mới á thì thứ nhất á là giá cả con xe sẽ đội lên nha cả nhà. Và cái thứ hai mới là cái quan trọng nè. Cái thứ hai là cái bình á, khi mà mình mua ở dưới, ví dụ ở dưới Long An đi, rồi bây giờ về tới nhà mình không lẽ nó bị trục trặc kỹ thuật, cả nhà phải mướn xe đò đi tới Long An để đổi. Chính vì vậy anh Tương Mì ảnh bớt trực tiếp trên con xe luôn, cho cả nhà mình mua bình ở thôn xóm xã mình có gì lỡ trục trặc kỹ thuật mình bảo hành nó cũng dễ cả nhà, đổi chát nó cũng gần. Đó là lý do mà tại sao anh Tương Mì giao xe mà không giao bình đó cả nhà. Dạ còn bây giờ thì em xin chào và xin chúc cả nhà có một buổi trưa thật vui vẻ hơn cả nhà mình ơi.